Bánh hát tật chuột sụt cốn, mấn mét mọc bì người tức nâng xong còn xanh xa lời cốn bê cả đặc luôn tế, tay móc bì bánh hạp xình. Nhất đang sạp hai tháng, con tội cứ ưu xác đặc luôn nè. Rốt con tối nghe nâng chlông mê rốt, vẫn đã ở các chung ngữ xem xét chỉ tràn. Vì vị thi xa manh mùi chùm nuốt đang mạng phá nè dùm phá, mẹ đặc con cả đặc luôn. Cứ dọc con xanh xa một chút luôn, rừng rung luôn ai con. Đó bây chùi ai con đặc luôn con cho trò chạy. Nếu bây đặc con tối, chứ hai mẹ ạc đặc đặc luôn khăn. Các đàn đọc con xanh xa nâng ca ngôi tật đặc ổn. Cứ chìa mà sâu bay mũi đã chuyện bên cho cầm đá cốn vẫn tốt bị bàn bà rác thân bên cho cầm đá rủi đùa ba mạng pháp bà rộng bị bánh hát tật cho sụt cốn đó sắp ta ca rung con xanh ní vẫn bách bà rộng tê các đại rung con xanh xám ở cốn về đá cả đá khuôn mình biết là vầy bà bó đọc cốn tê rồi chịt tật mình ai chịp cho tật nông xăm suốt tạm rồi dễ rừng nhớ đội này mạng pháp thuộc bằng cực nụ tê trong này ai cả đàn ấy tật cho sụt còn tội nước ai cả láng bần đá một vì mùa hạt chán đại nực nâng nút rùm miến chúng ngư rô lệ sụt khôn khó nhưng các chùa xe rôm chán chưa lỡ vì đầm rời ca rình cái rồi bóc con tối chị đàm dược là ốp về đặt con cái luôn mạng pháp trở rộng mùa hạt bằng coi bà chị bà lúa rồi chúng ca vì chia bành hạt thò mà đá tại vì có ai chia rộng xe nhá rồi bóc chúng ngư mua chùm nụ đài trong cả đàn ấy đặt con cái luôn thò mà đá mạng pháp ai đọc sạch đáy muối lễ phép đang ở con nâng công ở con khlông phối cả cả phí ở con nhằm tất ở bàn tràn bấy bắt đầu tháng năm trầm trất ở con và sân chìa bắt đầu tháng năm phong chụt khuôn phong cầm đá khuôn con nơi tay mình chó dược lõ mạng bác của tài dục con tập bình nất nơi mình tìm vẹt phim phim cũng tốt dù về là bởi chìa viên con tới cái đá khuôn kháng rồi hốt rọc cách rước đua tháng năm khuôn khổ bàn các bác hàng lớn nít còn tài chia còn lưu sọc phép đồng bày chạy đồng lệ chung nẹ đấng đó nẹ bắt đáy để mình còn tuyệt tội và sau bản nẹ mình bật tên sáng say rưu mê bánh hạt tẹo tôn tân nâng sọc phép lỗ nẹ của tôi chụp bị cửa cho mình nâng cửa bẹt nó mặc chun đời tức là thông minh chiếc ốc bà linh là tập hóa xuất nôm cho bì bà tế bà răng.